Ly kỳ chuyện Bìm Bịp bắt rắn về bảo vệ tổ. Bìm Bịp mẹ thường giữ trữ thức ăn bằng cách bắt các loài rắn nhỏ về giam lỏng chúng ở các khu vực gần tổ. Chính vì thế, mỗi khi phát hiện tổ Bìm Bịp thì xung quanh tổ sẽ có những con rắn độc quanh quẩn ở đó. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao rắn lại bỏ qua những con chim Bìm Bịp non, trong khi bản tính của loài rắn cũng là loài ăn thịt không kém gì Bìm Bịp? Vấn đề này cho đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng một số ý kiến cho rằng lông và phân chim Bìm Bịp có mùi rất đặc biệt mà hầu hết các loài rắn không ưa. Chính vì thế rắn sẽ không dám đến gần. Còn nếu như mẹ bắt đúng loài rắn không sợ mùi lông và phân của chim non thì cũng không sao, vì Bìm Bịp mẹ đã biết và giết chết trước khi mang con rắn này về tổ. Vì vậy, những con rắn được ở lại tổ là những con rắn mà Bìm Bịp mẹ chắc chắn nó sẽ không dám làm hại đến con non của mình. Cũng có ý kiến nói rằng khi tha rắn về, chim mẹ sẽ mổ mù mắt rắn để rắn không thấy đường mà đi lại gần tổ và ngoan ngoãn làm thức ăn dự trữ cho chim non. Và cũng có thể chim mẹ đã mổ gãy xương sống của con rắn để con rắn không thể chạy hoặc đến gần tổ hơn.